Tại thành Vương Xá có một gia đình vương giả, nhưng người mẹ luôn tham lam bòn sen, sống xa hoa lãng phí, coi thường tam bảo, phỉ báng chư tăng, tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề, gây ra nhiều nhân xấu. Bà có người con trai tên là La Bốc, bà là Lưu Thanh Đề. Mau chuẩn bị hương hoa để bà cúng giàng. Bẩm, con làm ngay ạ. Con mời bà, con mời cậu ạ. Con mời mẹ ạ. Mẹ xin. Bấy lâu nay mẹ ở nhà có khỏe không ạ? Mẹ khỏe. Thế con đi làm ăn ở nơi xa thế nào? Công việc làm ăn của con tốt lắm mẹ ạ. Con cứ khỏe mạnh và công việc ổn định, thế là mẹ an lòng rồi. Dạ. Con mời mẹ uống nước ạ. Ừ. Dạ. Sao thế con? Lần này con về đây, Con có chuyện muốn nói với mẹ ạ. Con nói đi. Dạ thưa mẹ, cha đã mất được 3 năm. Giờ con xin phép mẹ mở kho để kiểm kê ngân xuyến cha để lại, có được không hả mẹ? Ôi, được chứ con. Dạ. Dạ. Con cảm ơn mẹ ạ. Uống nước đi con. Dạ. Con mời mẹ uống nước. Dạ, con thưa mẹ, đây là số ngân xuyến mà cha đã để lại. Con xin phép mẹ được chia làm 3 phần. Một phần con dâng mẹ. Mẹ xin. Một phần con gửi lại mẹ để mẹ dâng lên cúng dường tam bảo. Dạ. Phần còn lại con xin mẹ làm vốn để đi làm ăn xa. Con tính như vậy có được không hả mẹ? Mẹ nghĩ như thế là ổn rồi. Con cứ yên tâm, mang số vốn này đi làm ăn. Phần còn lại cứ để ở nhà, mẹ sẽ lo chu đáo. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đây, phần của con đây. Dạ, con xin mẹ. Hãy bảo trọng con nhé.
Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi sẽ sớm về thôi ạ. Cậu chủ đi ạ. Ừ. Con chào mẹ con đi. Ừ, con đi. Dạ. Đi vào. Là Bốc và Kha Lợi Phát là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mong muốn cùng nhau học tập, tu luyện chuyển hóa hướng thượng. Ngài ơi, người đó là ai? Nhìn vị tu sĩ này, tướng mạo thanh thoát, như một bậc giác ngộ. Chúng ta lại hỏi xem sao. Mời ngài, mời ngài. Xin hỏi ngài tu sĩ đầy uy nghi tao nhã, ngài đến từ nơi đâu? Thầy của ngài là ai? Ngài đã được truyền thụ đạo lý gì từ vị ấy? Đó là vị đạo sư từ thành Ca Tỳ La Vệ đến đây truyền đạo. Ngài rời xa gia đình, quê hương, sống cuộc đời không nhà của một người khất sĩ. Và để theo bước chân ngài, tôi cũng từ bỏ đời thế tục. Đó là Đức Thế Tôn, thầy bản sư của tôi. Tôi tu học và thực hành theo giáo pháp của ngài. Dạ thưa, giáo pháp đó là gì ạ? Chúng tôi rất mong mỏi được biết ạ. Tôi chỉ mới gia nhập vào tăng đoàn của Đức Thế Tôn, theo học và thụ giới của Đức Bản Sư chưa được bao lâu. Cho nên giáo pháp của ngài tôi cũng chưa biết nhiều. Tôi không thể giải thích cho hiền giả một cách cặn kẽ tường tận được. Nhưng nếu hiền giả muốn biết cốt lõi giáo pháp của ngài, tôi có thể tóm lược mấy câu trong bài kệ sau. Dạ, chúng tôi xin thỉnh giáo ạ. Các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt. Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt. Chúng ta đã tìm được chân lý để tu học giác ngộ rồi. Chúng ta tìm đúng thầy rồi. Mời ngài. Mời ngài. Duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng. Ta có cảm giác như đây là số trời đấy này. Cậu chú, cậu chú, cậu chú. Giano, con đi tìm cậu khắp nơi, may quá thấy cậu đây rồi. Có chuyện gì? Ngươi cứ bình tĩnh nói ta nghe. Cậu chủ, cậu ơi, bà bị ốm nặng, cậu phải về ngay ạ. Vậy sao? Vâng ạ. Mẹ ta ốm nặng, ta phải về với mẹ, ngài ạ. Đúng vậy, công ơn cha mẹ là rất lớn. Ngài nên về chăm sóc mẹ thật chu đáo. Mọi công việc buôn bán ở đây cứ để ta lo. Cảm ơn ngài, ta sẽ quay lại. Chúc mẹ ngài trong khỏe. Chào ngài. Chào ngài. Đi thôi. Vâng ạ, con sợ bà ơi. Thank you.
Trước khi con đi, con đã dặn mẹ cúng dường Tam Bảo. Mẹ có làm không hả mẹ? Mẹ có làm. Mẹ làm thành tâm và chu đáo chưa ạ? Sao con lại hỏi mẹ câu đấy? Con cũng tin mẹ sao? Nếu như mẹ không cúng dường Tam Bảo, không lập đàn lễ trai tặng, thì mẹ sẽ bị trời tru đất diệt. Không sao, con tin rằng với sự thành tâm của mẹ thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho mẹ sớm được bình phục thôi ạ. Đề đầu đỉnh lễ Đức Thế Tôn. Nay thời đã đến, xin người cho phép chúng con được trở về nương tựa, xuất gia, nhập vào hàng tăng chúng. Lành thay, lành thay, ta đợi thời khắc này đã lâu. Từ nay hai vị sẽ là những sa môn sống cuộc đời thanh tịnh, quên đi những phiền não. La Bốc, từ nay đạo hiệu sẽ là Mục Kiền Liên. Kha Lợi Phát, đạo hiệu sẽ là Xá Lợi Phất. Dạ, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin y giáo phục hành. Mục Kiền Liên đắc thánh quả nhanh hơn bình thường là do ngài đã trải qua nhiều kiếp tu hành. Trong hiện đời gặp được Phật, căn hành đời trước của ngài được khai mở và phát tâm xuất gia theo Phật. Chính nhờ căn duyên với đạo Phật, Mục Kiền Liên quyết tâm làm theo những chỉ dẫn của Đức Phật. Nhờ đó, ngài đã chứng đắc được pháp không. Ngài đã đạt đến trạng thái hoàn toàn tĩnh tâm, không còn vướng mắc với bất cứ pháp hữu vi nào. Thank you.
phán quan, cho truyền tội nhân thứ nhất vào. Truyền tội nhân thứ nhất, Trương Tề Đổ vào. Ai? Tên gì mà lại là Tề Đổ? Tề Đổ là nói lái của Đồ Tể. Truyền tội nhân thứ nhất, Trương Đồ Tể vào. Hỡi tên kia, trên dương thế ngươi đã phạm tội gì? Hãy khai mau. Dạ bẩm Diêm Vương, con có làm gì lên tội đâu ạ. Trên dương thế cuộc sống quá ư là bon chen và vất vả, mà nhu cầu thực phẩm thì càng ngày càng tăng. Đã vào đến tay con ấy thì không con nào thoát được ạ. Dạ sẵn tiện đây, con có cỗ lòng ngon, con kính dâng lên ngài để ngài nếm thử ạ. Lão, thật to gan! Ngươi có biết tội của ngươi là ác lắm không? Tuy là súc sinh nhưng đều có Phật tính, cớ sao ngươi lại vô cùng tàn nhẫn, dám cứa cổ sinh linh? Bao nhiêu nghề tốt sao ngươi không làm? Này, tận đầy ngươi xuống đao sơn địa ngục, thân ngươi tan nát, cho ngươi thấm thía cái cảnh gươm đao ác nhân vô đạo. Thôi, không chậm trễ, chuẩn phê lệnh án giải tội nhân đi. Cho truyền tội nhân thứ hai, Lưu Văn Minh vào. Hỡi tên kia, dạ, khôn ngoan thì thật tình khai báo, chớ để ta ra tay hành hình tra tội. Dạ con lạy Diêm Vương nền trời soi xét ạ, oan cho con lắm. Bố con ba đời trộm cướp, mẹ con thì là chuyên lừa đảo, thế cho nên là con cũng được truyền lại cái cha truyền mẹ nối, truyền lại hết cho con. Thế cho nên là con mà làm việc thiện lành ấy nó không hợp, không vào, mà cứ lừa đảo theo bố theo mẹ thì nhanh lắm. Có năng khiếu duyên. Con nói Diêm Vương nhá, trên trần thế con còn rất nhiều tiền, chưa kịp tiêu gì thì đã bị bắt xuống đây. Hay Diêm Vương cho con về nhá, con về con lấy hết tiền xuống đây thì chúng mình cùng tiêu. To gan lớn mật, đáng kiếp cho nhà ngươi, xuống đây rồi mà vẫn cua môi múa mép. Tội của ngươi là tội bất nhân bất nghĩa. Dạ bẩm quan, tội ý nặng quá, con lại quan soi xét xử cho con tội khác nhẹ hơn ạ. Cái lúc gieo nhân sao không thấy lỗi, hình phạt đến nơi mới lắm lời chạy tội. Nay ta đầy ngươi xuống hắc ám địa ngục, tối tăm khổ sở không chút ánh sáng. Ôi trời ơi, con lạy ngài, cho con nhẹ tội đi ngài ơi, con lạy ngài Diêm Vương ơi, oan cho con lắm Diêm Vương ơi. Truyền tội nhân thứ ba, Trích Thị Mê Hồn vào. Nhẹ tay thôi em đau, đau. Dạ kính lạy ngài Diêm Vương à. Dạ chả hay ngài có khỏe không ạ? Này ả nữ kia, chớ có dở thói lẳng lơ giữa chốn công đường, đây là chốn uy nghiêm, hãy mau nhận tội. Ôi, dạ Diêm Vương ơi.
ơi, Diêm Vương ơi, con làm gì có tội gì đâu ạ. Chả qua là tại vì thấy con xinh xắn quá nên là mọi người cứ thích gần gũi con ạ. Mà nhất là cái cánh đàn ông ấy, cứ nhìn thấy con là muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Mà cái chuyện ở trên trần gian ấy thì Diêm Vương biết làm sao được. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Im ngay, trịch thị mê hồn. Ngươi có biết tội của ngươi là to lắm không? Ngươi đã phá hoại bao nhiêu hạnh phúc gia đình của người khác. Ngươi là kẻ thứ ba châm dầu vào lửa. Nay ta đẩy ngươi xuống A Tỳ địa ngục. Trai ôm cột đồng, gái nằm trong sắt, cho chừa cái thói lẳng lơ trăng hoa. Từ nay về sau chớ có tạo nghiệp nữa, giải tội nhân đi. Tạo oan cho con quá Diêm Vương ơi, Diêm Vương ơi, oan cho con quá rồi. Diêm Vương ơi, oan cho con quá. Ta mệt quá, đúng là trần gian lắm sự đời. Dạ, nhưng còn tội nhân cuối cùng thì sao ạ? Cho vào. Chuyện tội nhân cuối cùng, Lưu Thanh Đề ở thành Vương Xá. Vào. Khởi bẩm Diêm Vương, tội của mụ này ác lắm. Sau khi xem xét đối chứng kỹ càng, gồm những tội sau đây: tham lam bùn xỉn, miệng thì nói bố thí cúng dường nhưng tâm thì hiểm độc, phỉ báng Tam Bảo, lừa gạt tịnh tài của con trai là La Bốc. Khi con trai gửi tiền nhờ cúng dường Tam Bảo nhưng mụ ta đã ỉm đi giấu làm của riêng, rồi sau lại đi mua trâu bò lợn gà cúng tế quỷ thần rồi vật giả ăn tất. Mụ ta còn giả lập trai đàn, lừa đảo chư tăng, rồi là ức hiếp ngược đãi người làm kẻ ở, rồi khinh mạng coi thường người nghèo. Khởi bẩm phán quan, tôi kính trình Diêm Vương phán quyết. Tội nhân Thanh Đề nghe phán, với những trọng tội mà ngươi đã phạm phải, chiều theo luật định ngàn đời của Điện Diêm La, ta tuyên phán tội nhân Thanh Đề phải chịu mọi cực hình trong 18 tầng địa ngục. Dạ, con xin Diêm Vương tha tội cho con. Con xin Diêm Vương tha tội cho con ạ. Xin Diêm Vương tha tội cho con. Dạ, con xin Diêm Vương tha tội cho con ạ. Con xin ngài tha tội cho con ạ. Bạch Đức Thế Tôn, con đã đi khắp cõi trời để tìm mẹ mà không thấy, con đã xuống địa ngục mà cũng không thấy mẹ đâu. Con chỉ thấy chúng sinh phải chịu khổ vô cùng. Sau đó con đã đến một cửa ngục, cổng tường cao muôn trượng, cửa đóng kín mít, mắt tuệ của con cũng không thể nhìn thấy được. Mẹ của con chính đọa ngục ấy, chịu tội rất nặng. Nếu con muốn vào gặp mẹ thì con phải dùng gậy của ta đứng trước cửa ngục,
động gậy ba cái, then chốt tự rơi, cửa ngục tự mở. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử con xin y giáo phụng hành. Mẹ ơi, mẹ ơi, ngài là ai? Con trai là bốc của mẹ đây. Là bốc, là bốc, con trai của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại ra nông nỗi này? Ngày mẹ còn ở trên dương thế, mẹ nói với con, mẹ đã thiết trai cúng giảng hơn 500 vị. Con thiết tưởng mẹ đã được sinh thiên, hưởng mọi thú vui. Nào ngờ đâu, mẹ bị đày đọa ở ngục này. Mẹ tưởng rằng không bao giờ được gặp con nữa. Nào ngờ đâu, giữa chốn địa ngục này, mẹ con ta lại được gặp nhau. Mẹ ơi, con ở dương gian đã làm mọi phận sự trai nghi để cúng mẹ không ngơi. Cúng tế vô ích thôi con, có ăn được đâu. Mẹ hối hận khi xưa sống ở đời không tu nhân tịnh phương, mà chỉ gây ác nghiệp. Đẩy đến bây giờ phải đẩy xuống địa ngục này, đói ăn rất nóng, khát uống nước đồng sôi con ơi. Mẹ ơi, mẹ đói lắm phải không? Mẹ đói lắm con ơi. Con có mang cơm dâng cho mẹ đây. Không, không của tôi. Không, không của tôi. Không, không của tôi. Không, không, không của tôi. Không, không của tôi.
ơi. Nhìn thấy mẹ cầu xin mà thân thể con rời rã từng phần. Lực thần thông con có, nhưng bây giờ con không thể cứu độ mẫu thân. Thưa Chúa Ngục, bần tăng có thể vào trong kia chịu tội thay cho mẹ được không? Mẹ của ngài tạo tội vô bờ bến. Dù ngài là con và là bậc thần thông cũng không thể thay thế được. Ngài muốn cứu mẹ phải về bạch Phật họp đại đức tăng sám hối thay cho mẹ. Như thế mới mong mẹ ngài tiêu trừ nghiệp ác, sinh về nơi cực lạc. Bạch Đức Thế Tôn, mẹ con phải chịu cực hình nơi A Tỳ địa ngục, khổ cực quá. Con phải làm thế nào để mẹ con thoát khỏi tội báo nơi địa ngục ạ? Mẹ con tội rất dày, một mình con không thể gánh nổi. Con hãy đi khắp chốn, thỉnh các vị đại đức chư tăng đã tu đắc đạo, đã chứng thiền định, kiết la bồn chai cúng dường Tam Bảo, cứu độ u hồn. Cầu siêu cho mẹ mới mong mẹ được sinh thiên. Mẹ ơi,
Ác nghiệp của mẹ đã tạo ra quá sâu nặng. Con ước gì được chịu khổ thay cho mẹ, nhưng con không thể thay thế được. Lúc này, chỉ có oai lực của Đức Phật và thần lực chú nguyện của 10 phương tăng chúng mới cứu được mẹ. Mẹ đã tạo nghiệp ác gì thì tự mình ăn năn sám hối. Con sẽ cầu thỉnh Phật và chúng tăng thương xót cứu độ. Mẹ hãy hướng về 10 phương Tam Bảo để phát nguyện quy y, sám hối đi mẹ. Thân không dám làm ác, nguyện tu hành bố thí. Miệng không nói lời ác, chỉ nói lời từ bi hòa ái. Tâm không nghĩ điều ác, chỉ nhớ nghĩ Tam Bảo. Cúi xin 10 phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, rủ lòng thương xót, chứng minh cứu độ cho con. Kiền Liên cứu mẹ ở địa ngục, từ đó trở thành hình tượng hiếu đạo trong Phật giáo, cũng là nguồn gốc ra đời của ngày lễ Vu Lan. Ngài là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ khỏi cảnh khổ. Sau khi đắc quả A-la-hán, Ngài đã dùng trí tuệ và lòng từ bi vô lượng của mình để độ hóa chúng sinh. Theo truyền thống từ ngàn xưa, nói gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, ngày lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ của những người con Phật, mà là ngày lễ của toàn dân tộc Việt, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Mùa Vu Lan báo hiếu, mùa báo ân đối với hai đấng sinh thành.